Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị phát hiện mượn nhiều hoa cúng Phật ít. Thủy Tiên đang định giá danh dự rẻ hay mắc đầy. Bán danh là câu nói mà người ta hay nói và chạy theo những giá trị vật chất mà đánh mất nhân phẩm của mình. Nói về danh tiếng thì có người nhận xét danh tiếng là vô giá, mà một khi tự mình định danh bằng tiền thì nó là thứ rẻ rúng dù cho nó được định giá bằng bạc tỷ. Được biết vào hồi tháng 4, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường hơn 45 tỷ đồng. Trong đó bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn chất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Tổng cộng họ định giá tổn thất của họ là 45 tỷ đồng, tức là gần 2 triệu đô la. Mượn nhiều hoa nhưng cúng Phật thì rất ít. Không biết Thủy Tiên đã chứng minh được bà Nguyễn Phương Hằng vu cáo mình hay chưa? Mà nếu xác định bà Hằng có vu cáo thì đấy phải là phán quyết của tòa án, chứ không phải sự buộc tội của phía ca sĩ Thủy Tiên. Cho nên dù cho ca sĩ này có định giá danh dự của mình gần 2 triệu đô la thì đấy là cách hét giá của người bán. Người bán luôn muốn bán được giá cao, còn người mua thì chưa chắc định giá như chính người bán nói thách. Đã là ngay thẳng thì ắt trong tay phải có bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng đã lên tiếng rằng vào tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên và Công Vinh đến từng một số địa phương để thăm hỏi tình hình và trao tận tay cho bà con số tiền hỗ trợ bằng tiền mặt. Tùy từng địa phương, họ cho biết đã phát khoảng từ 2 đến 6 triệu đồng mỗi hộ. Tuy nhiên, trong một vài livestream, dân mạng lại phát hiện ra chi tiết. Thủy Tiên nói phát mỗi hộ dân 5 triệu đồng, nhưng chỉ đưa có 6 tờ 500 ngàn đồng, tức là tương đương với 3 triệu đồng mà thôi. Hoặc một trường hợp khác chỉ đưa có 2,5 triệu đồng, dù nói mỗi hộ dân nhận được 3 triệu đồng. Không chỉ thế, ở một số nơi Thủy Tiên còn bị phát hiện số tiền trao trực tiếp khác với thông báo trước đó. Cư dân mạng đang soi Thủy Tiên dùm cho bà Nguyễn Phương Hằng. Giải thích cho vấn đề này, Thủy Tiên chính thức lên tiếng và nhận lỗi sai sót và giải thích như sau. Hôm đó tôi thức từ 4 giờ sáng để đi phát tiền cho bà con đến tận 8-9 giờ đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống. Tối rồi lại đi đường xa rất mệt. Khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to và sâu, tôi đã phải chỉ có một con người bình thường. Khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con. Lời giải thích này nghe hợp lý hay không thì mọi người tự nhận xét. Với số tiền là 178 tỷ đồng của các nhà hảo tâm gửi vào mà Thủy Tiên cứ phát như thế thì đấy là câu hỏi rất lớn. Như vậy là vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng tố có đúng hay không, hay là bà Hằng vu cáo Thủy Tiên đây, thì đấy là tùy thuộc vào suy luận của từng người. Nhưng với những bằng chứng từ cộng đồng mạng như thế thì không thể nói bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn vu cáo ca sĩ Thủy Tiên, mà ít nhất trong đó có phần là sự thật. Thủy Tiên tự định giá tổn thất cho mình tới 45 tỷ đồng. Có vẻ như bà Nguyễn Phương Hằng không cô đơn, bà Hằng chỉ là người khai tiếng súng đầu tiên trong vấn đề khui ránh sáng nhóm showbiz đen. Từ chỗ lời tố của bà Nguyễn Phương Hằng, cư dân mạng đã phát hiện ra việc Thủy Tiên trả dứt khoản nợ tới 17 tỷ đồng sau khi làm từ thiện. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra Thủy Tiên cho đập nhà 22 tỷ đồng để xây mới, mua toàn là xe sang, đồng hồ cũng tính tới 200 viên kim cương. Không biết tiền này có nguồn gốc từ đâu mà ra. Nhưng rất khó để xua tan mối nghi ngờ của cộng đồng mạng bủa vây quanh Thủy Tiên. Hiện nay, người ta đang làm ăn với doanh thu, mỗi năm vài tỷ cũng có thể lập ra doanh nghiệp, có thực hiện công tác kế toán đúng bài bản. Vậy thì với số tiền 178 tỷ đồng, tại sao Thủy Tiên không lập ra bộ phận kế toán để làm cho rõ ràng, sau đó mời kiểm toán độc lập vào cuộc? Làm vậy thì ai có thể nghi ngờ được cho nữa. Mà nếu làm vậy thì có thể nói tên Thủy Tiên giờ đây là vô giá, chứ không phải cố hét giá cho cao như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị phát hiện mượn nhiều hoa cúng Phật ít. Thủy Tiên đang định giá danh dự rẻ hay mắc đầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay kịch chiến để nắm chính phủ. Hiện nay tứ trụ đã có 4 chân thì đã có 3 chân phe cánh của ông Tổng Bí Thư. Còn lại chân trụ Thủ tướng là chân trụ lớn, nếu ông Tổng có thể bứng được thì xem như phe ông Tổng toàn thắng. Hội nghị Trung ương 7 lần này được ông Nguyễn Phú Trọng bịt kín mọi thông tin để tránh việc ngoài ý muốn gây bất lợi cho ông.
Hội nghị Trung ương 7 dự trù diễn ra trong 3 ngày. Kết thúc hội nghị này đã đến lúc Quốc hội họp và gặt. Để đến ý kiến hội họp kỳ này vào tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Dễ thấy rằng đây là nước cờ ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông Phạm Minh Chính. Dự đoán 3 ngày diễn ra hội nghị là 3 ngày khó khăn cho ông Phạm Minh Chính và thế lực nhà Nguyễn Tấn Dũng. Tấm hình mà báo tin tức đăng lên rồi lại vội vã gỡ xuống. Ngay trong ngày 15 tháng 5, ngày khai trương Hội nghị Trung ương thứ 7, tờ tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đã đăng một tấm hình 4 người, gồm ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 4 người trong hình đều rất tươi cười, có vẻ như họ rất hài lòng với những gì đã diễn ra. Trong khi đó, tấm hình không có ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Bức hình này ngay sau đó đã bị xóa vội, khiến dấy lên suy đoán rằng tứ trụ sắp có một sự thay đổi lớn. Khả năng ông Nguyễn Văn Nên sẽ thay ông Phạm Minh Chính chăng? Cũng không loại trừ khả năng Thông tấn xã Việt Nam cố lộ ý thông tin với ẩn ý rằng ghế thủ tướng sẽ bị thay thế. Thực tế thì trước đây một nguồn tin riêng từ bên trong đã cho biết ông Phạm Minh Chính đã bị ép viết đơn từ chức, tương tự như Nguyễn Xuân Phúc. Lá đơn từ chức đó hiện đang nằm trong tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc cho ông Phạm Minh Chính ngồi lại hay chồng ngã ngựa là hoàn toàn nằm trong khả năng của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Từ sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị hạ, dây mờ rễ má của Nguyễn Xuân Phúc hầu hết chạy sang phe ông Thủ tướng. Cho nên thế lực ủng hộ ông Phạm Minh Chính vì thế cũng mà mạnh lên đáng kể. Việc của Nguyễn Phú Trọng là đánh giá xem liệu rằng lúc này là lúc ra tay phế truất ông Phạm Minh Chính có phải là thời điểm hợp lý hay không. Liệu rằng trong đảng có nổi lên phe cánh choảng nhau, công khai hay không? Việc này chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới đánh giá được, bởi trong tay ông Trọng đang có đủ tư liệu và công cụ để mà làm điều đó. Loại Phạm Minh Chính không phải là một cá nhân, mà nó là một thế lực. Ông Phạm Minh Chính dường như là người mà Nguyễn Tấn Dũng đã cài lại trước khi về hưu. Với Đinh La Thăng thì bị vào tù, Hoàng Trung Hải thì bị loại khỏi vũ đài chính trị, còn Nguyễn Văn Bình cũng bị loại. Còn hy vọng cuối cùng là Phạm Minh Chính hiện nay đang rất mong manh. Nếu Phạm Minh Chính bị loại, Nguyễn Thanh Nghị sẽ không còn chỗ bám nên rất khó để ông Nghị tiến cao hơn nữa. Loại Phạm Minh Chính cũng có nghĩa là loại luôn sức mạnh của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đó là điều khó lường nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Và liệu rằng Đảng Cộng sản có bị chia phe để mà sống mái với nhau hay không? Hội nghị ngày khai mạc. Cho đến nay ai cũng đã rõ ông Nguyễn Phú Trọng đang ưu tiên cho thế lực Tây Ninh. Đây là thế lực có thể xem là mạnh nhất hiện nay của nhóm miền Nam tại Trung ương Đảng. Liệu rằng ông Trần Lưu Quang đang ngồi ghế Phó Thủ tướng Thường trực chưa chính thức, đồng thời có tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đưa Nguyễn Văn Nên vào tứ trụ. Kết quả rồi cũng sẽ ngã ngũ, liệu thế lực ông Phạm Minh Chính có trụ được hay không thì sau hội nghị sẽ rõ. Tuy nhiên, nếu ông Phạm Minh Chính mà trụ được qua hội nghị này thì cũng còn nhiều hội nghị khác, đòi hỏi ông Thủ tướng phải tiếp tục chiến đấu. Số phận và sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính đến nay vẫn rất tăm tối. Ông vẫn phải từng giờ, từng phút chiến đấu để mà tồn tại. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tới lúc nhóm Tây Ninh ra tay kịch chiến để mà nắm chính phủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de